Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn ba ván đấu rất hay. Hai nữ kỳ thủ Việt Nam Phạm Thu Hà và Nguyễn Phi Liêm đại chiến ở trận tứ kết giải cờ tướng tri ân phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Trận đấu này diễn ra tối ngày hôm qua 29 tháng 9 2022. Mời các bạn thưởng thức. Biên bản ván 1. Sure. 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 Jiangjun. Sure. Sure.
吃。 将军。 将军。 再将。 再将。 吃。 将军。 再将。 将军。 将军。 再将。 绝杀。 Xe 6 bình 4 chiếu tướng sắc cục. Mời các bạn xem tiếp gián 2. Đăng hậu pao. Sure.
吃 吃 吃 将军 将军 吃 吃去 将军 Xe 4 tấn 1 chơi đến đây nhận thấy không thể chống đỡ được nữa. Philim đã buông cờ nhận thua. Tỷ số được quân bình 1-1. Mời các bạn xem tiếp ván 3. Thank you.
吃。 吃。 吃去。 吃去。 吃。 吃。 将军。 吃。 将军。 吃。 吃。 将军。 将军。 吃。 破事。
将军。吃吃吃将军将军将军再将将军再将将军吃将军
Giang Jun. Giang Jun. Giang Jun. Zai Jiang. Giang Jun. Xe bảy thối hai chiếu tướng sát cục. Các bạn vừa thưởng thức ba ván cờ rất hay. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.